tham gia ngay group phố đi bộ Hà Nội để chơi thử thách và ghép đôi kiếm người yêu bạn nhé. Không biết là còn bạn nào muốn ghép đôi nữa không nhỉ? Có ai muốn ghép đôi không ạ? Ai muốn ghép đôi không ạ? Sao mình cứ đến đây đâu là mọi người chạy hết đến đấy nhỉ? Đây đây đây, anh cam không? Đây đây đây. Bạn gái đây xinh. Ghép đôi không em? Phải không chị mà? Có ạ. Có người yêu chưa? Em chưa. Chưa đúng không? Vào luôn. Vào việc luôn. Đây đứng ra đây em. Trời ơi, xinh. Sao cái tóc này hình như là nó xem màu nhau ấy nhở? Nhưng mà chị em sinh đôi này, mà tôi không sinh được vào bà đấy. Này, giới thiệu bản thân mình đi, em tên gì nhở? Em tên Trang ạ. Trang sinh năm bao nhiêu? Em 201. 201 à? Thế 201 thì gu người yêu của em như nào nhở? Ba thằng vấn đề. Cao hơn em. Chắc chắn là phải con trai rồi. Con trai này cao hơn này. Thì đó thôi. Không gầy quá mà cũng không béo. Không gầy có nghĩa là dáng đẹp. Tao lấy mày. Ngon. Không nhất thiết phải ngon đâu. Lừa rồi. Thế à? Thế em bây giờ như này nhá. Đấy, mình sẽ tia xung quanh đây xem có bạn nào hợp gu với em không thì em bảo chị để chị lôi vào cho em. Xinh gái như thế này mà không có ai yêu thì đúng là quá phí luôn. Được bạn. Được không? Sẵn sàng nhá, đi một vòng nhá. Chị dẫn em đi nhá. Để chị đi chặt dẫn đi thì sao? Nào. Đây. Chào mọi người đi. Là mọi người có ai mà có người yêu không? Kết đôi với em không? Nói đi. Cứ nói thôi. Có ai muốn có người yêu không ạ? Muốn ghép đôi với em không? Muốn ghép đôi với em không? Ngại. Con bé nó ngại bây giờ nhá, đi một vòng nhá. Xem thử nhìn bạn nào được. Lỡ mai ba phải người có người yêu thì sao? Thì thôi, thì cứ bảo thôi. Đây, bây giờ nhìn một. Ghép đôi không em? Tại vì xinh quá đấy. Hay kiểu, đấy, bạn này được không? Cái bạn đằng sau này được không? Chốn. Hả? Đâu rồi? Được không? Hay là có bơ thì cũng được nhỉ? Được không? Nhưng mà nhìn, quan trọng nhìn. Mình nhìn được không? Chốt nhá. Bạn nào? Đâu rồi? Nấp đi đâu rồi? Hay nhỉ? Chưa gì đã. Em dẫn chị luôn. Đây rồi. Sao lại chạy đi thế này? Trốn thế này đi. Chả hiểu luôn ấy. Xinh như thế này. Em chết rồi. Thế mình tìm. Khổ lắm, mình có tìm bạn đâu. Mà phải sợ. Đâu? Đâu bạn nào? Bây giờ mình nhìn lại một phòng nữa nhá. Có ai chưa có người yêu không ạ? Em nào đây? Em nào đây? Em đúng không? Thì ghép đôi sau nhá. Xem nào. Không, bên em để chơi bên đây ạ. Chơi bên đây em chơi được vậy. Em nói lại câu đấy xem nào. Kêu là tìm bạn nam nhưng mà cũng thích chơi bên đây này. Chịu rồi. Đây 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 kìa, anh bảo chọn được ai chưa kìa. Đâu mua hồng đâu. Nào. Bạn em chịu ơi chứ. Đây là em đang lôi đây nhá. Thì em đang dẫn chị đi mà. Gái xinh. Dạ. Giờ tay cao quá. Nhưng mà bạn ấy đang cần tìm nam. Nữ cũng được. Kiểu gì? Có thích bạn kia không? Nani? Có. Quay không? Lên mình quay không? Chị đùa em ấy. Quay luôn. No, God, please, no, no! Xin lỗi. Đứng đây đợi nhá. Trời ơi, không có ai có người yêu à. Không ai, không muốn. Đây. Xem mấy bạn nam ở đằng sau này nhìn bạn áo đen được không? Ừ, trông cũng trông sửa được. 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 Được nhá. Chốt. Vào nhá. Ok. Bạn ơi, bạn có người yêu chưa nhỉ? Em có rồi ạ. Oh, no. Đấy là ghét mình rồi. Cảm ơn bạn nhá. Trời ơi, đẹp trai nhưng mà có người yêu rồi. Cái cuộc sống này nó buồn quá. Đi đứng cùng với con gái này là có người yêu rồi. Có ai chưa có người yêu không? Đây à? Thế phải hỏi đây đã. Kìa. Cái bạn kia muốn ghép với em này có được không? Cứ thử thôi. Không được thì mình ấy, thì các bạn. Được không? Áo đen luôn. Áo đen luôn á? Bạn giữ tay đúng không? Trời ơi!
này mọi người ơi, tôi thề luôn ấy, nhiều khi mà kiểu những cái ca mà xinh như thế này không yêu. Thế là như nào? Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Thôi mình chọn người khác đi, mình chọn đối tượng khác đi. Anh em mình xoay một vòng. Đây đây đây, bạn này được không? Bạn ơi, bạn có nghi yêu chưa? Chưa đúng không? Có thể ghép đôi bạn nữa này được không? Xinh mà. Ghép thử ơi, ghép thử ơi. Nữ này là bạn mà chứ không phải là làm người yêu đâu. Được không? Được. Đi vào đây. Tôi lôi kéo vào luôn mọi người ạ. Trời ơi, cái chán này tôi cầm trong được. Đây cầm áo hộ nhá. Đi lên đây nào. Nào, trông dài cũng được. Đi gần vào đây nha. Bây giờ như thế này này, hôm nay đã xem chương trình chưa? Xem rồi đúng không? Em hiểu chương trình không? Hiểu đến 3 việc luôn nhá. Hay là phải nói lại? Nói lại đi. Nói lại nhá, bây giờ như thế này, mình sẽ có 3 phút. Thảm ai quá. Mình sẽ có 3 phút để cho các bạn nói chuyện với nhau, tâm sự này, thả thính này, hay là hỏi bất kỳ cái gì của nhau. Sau 3 phút đấy thì hai bạn sẽ có thời gian là quay lưng lại và suy nghĩ để mình có thể tiếp tục, không phải tiếp tục mà là có thể tiến triển cái mối quan hệ này trở thành mối quan hệ là bạn bè này, bạn thân này, người yêu này hay là cái gì đấy bất kỳ của các bạn. Được không? 3 phút nhá. Ok chưa? Ok chưa, hiểu chưa? Nói chuyện đi. Thời gian của các bạn bắt đầu. Nào, đứng gần vào đây, xoay vào đây nào. Đấy, nói chuyện đi, kiểu hai đứa ngồi cạnh nhau nào. Nào. Bạn bao nhiêu tuổi? Mình 2002. Chị 201 em. Em muốn like chị. Chị luôn. Con trai chủ động lên. Bạn mày xin bạn mày thôi. Mà bạn ở đâu? Mình ở Thanh Hóa. Mình đang học tập làm việc ở Hà Nội hay là? Hiện tại thì mình đang làm ở Ba Mươi Sai, ở gần trường Kinh tế Quốc dân ấy. Là ở đâu nhỉ? Trần Đại Nghĩa. Em mới sang gần Kinh tế Quốc dân Bách Khoa các. Thì bạn ở đâu? Hỏi luôn. Thế bạn ở đâu? Ở gần Cầu Giấy. Không, Hoàng Trần. Tài nguyên và môi trường. Rồi nói chuyện với nhau tiếp đi, hỏi tiếp đi. Sao mình cứ phải ngắt nghỉ ở đây nhỉ? Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Có 5 mối tình. Vãi cả đái. Đây là 5 mối tình kể ra. Tên là gì? Để con biết tránh. Đúng rồi. Là gì đó nào? Thì cũng kể ra mình có bao nhiêu mối tình ra đâu. Em ạ, chính thức thì là 2. Đéo tin. Chính thức là 2, còn chơi bời là không đếm được. Cái đấy không gọi là chơi bời mà là chỉ là chưa. Không chính thức. Đúng rồi, không chính thức để yêu ấy. Biểu hiện của sự lươn lẹo. Rồi, có cái gì muốn hỏi nhau nữa không nào, nhanh lên. Hết giờ bây giờ. Bây giờ xin chị đi, thế em có. Đéo thể tin được thề với các bạn. Ôi chị. Thế em đã bao giờ lái máy bay chưa? Em chưa lái máy bay bao giờ. Nhưng nhưng để em thử. Phải được vãi em ơi. Bạn này bạn kiểu hơi nhẹ nhàng cute em tí, không sao nhá, chấp nhận nhá. Rồi em chủ động hơn tí nhá. Mình đã cần người yêu mà đúng không? Chủ động hơn đi em. Em thế em có muốn lái chị không? Em muốn lái chị. Nào. Ấy là như thế nào? Em muốn lái chị không? À ý là chị này, chị hỏi là ý của em là em có muốn lái không? Người ta đã thả thính rồi đấy. Em đáng yêu cơ. Nào. Đây là như kiểu một lời tỏ tình đấy mà em. Ôi trời, em nhìn sáng sủa xinh gái như thế này. Chủ động lên. Không biết trả lời gì. Ok, thế em có câu hỏi gì muốn hỏi bạn ấy nữa không ạ? À? Để nhanh lên chốt à? Không. Không luôn. Thôi luôn. Thế bây giờ nhá, quay lưng lại với nhau luôn này. Quay luôn. Quay lưng lại, ý là quay lưng lại để nếu mà em đồng ý, nghĩa là em muốn tiến đến mối quan hệ với bạn này xa hơn thì em sẽ quay mặt lại. Còn nếu mà không thì em cứ giữ nguyên cái vị trí đấy, hoặc là em đi cũng được, rời đi cũng được. Không cần quay lưng lại, không cần quay mặt lại đâu. Hiểu không? Ok, quay lưng lại đi. Trời đất ơi, cái ông này ông không biết nhìn xinh như thế này. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi thật. Gần với nhau xem nào. Rồi 5 giây nhá. Đếm đây này. 5. Phải chăng em đã sai.
Oh my god. Là như nào? Đợi bạn ấy quay lại. Để em quay lại. Hay là như thế nào? Lúc đấy em cũng em cũng thích bạn rồi đúng không? Thích chị rồi à? Hay là xinh như nào? Nào, làm như nào em? Cũng ăn dai đúng không? Cũng đúng gu của em mà cao này, trông được mà đúng không? Nào có lời gì không? Có lời gì không nào? Hay đâu? Thôi không nói gì thì mình làm hành động đi nào. Nắm tay em được cái nào? Hay tay đâu? Được rồi, ôm đi. Ôm. Anh mượn rượu để được giải bày những điều nói ra vốn khó. À thì mà là anh đã kết em rồi đó, nó điều làm cho. Trời, không là gái, không là gái, má xinh mà, không là gái. Ui giời ơi, được, cô làm một cái bên đây nè. Nào cho nó cắt hình phát nào, lại hình phát nào. Được, ngọt ngào không? Được không? Thôi đi với nhau đi chứ còn gì nữa, cảm ơn chương trình chưa? Cảm ơn mới chị thôi. Biết chị tên là gì chưa? Khổ lắm, tôi không ai biết luôn. Mình là Bi nhá, cảm ơn Bi nhá. Là như nào? Thì em cũng cảm ơn chị và chương trình đã giúp em có được bạn này. À, được rồi, thôi đi chơi với nhau đi nhá. Nắm tay vào. Đi luôn đi, mệt quá. Mình ghét với ai mà nhìn kiểu con gấu như này lắm. Mặc dù là mình cũng muốn các bạn ấy thành đôi thật đấy. À, ôi nhớ chút đồ rồi. Đây đồ này. Dạ, đi đi, chơi đi. Được rồi đây. Còn ai muốn ghép đôi không? Ai muốn ghép đôi không? Ghép rồi. Cái gương mặt ghép rồi, có nào ghép tiếp. Nếu các bạn muốn chính mình là người tham gia thử thách và ghép đôi cùng Dương Thị Bi tại phố đi bộ Hà Nội thì hãy vào group phố đi bộ Hà Nội nhá. Để có thể tham gia thử thách cùng mình này cũng như là ghép đôi chỉ trong 3 phút có được người yêu. Thế nhá. Hãy follow kênh của mình cũng như là like này, subscribe này cho FPX Entertainment nha. Hẹn các bạn vào tối ngày hàng tuần. Bye. Chúc papi mong nhanh nhau, chúc papi mong nhanh nhau. Chúc papi mong nhanh nhau. Money, 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 money